Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì đang là buổi sáng của ngày mùng 2 tháng 9 các bác. Đấy, hôm nay chắc là rất nhiều bác cùng gia đình đang nghỉ lễ và đi du lịch. Đấy. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang ở gần nhà chị Hiên. Đấy. Hôm nay trong chương trình là Hoàng Hiền thì đang đợi chị Hiên và cháu Linh, đấy, hai mẹ con ra để đi chợ sơn về cho nhà chị Hiên chuẩn bị là sơn nhà. Đấy. Món quà bên phía công ty sơn Liho đồng hành cùng Hoàng Hiền giúp đỡ cho bà con nghèo. Đấy. Nên là Hoàng Hiền đã liên hệ với bên phía công ty rồi. Bây giờ xuống là chỉ chợ về thôi. Còn sơn là bên phía công ty là hỗ trợ. Đấy, miễn phí các bác nhé. Một buổi sáng. Thời tiết ngày mùng 2 tháng 9 khá là đẹp. Đấy. Đang rất là mát trời. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng các bác. Qua đây thì là em Hoàng Hiền xin phép được thay mặt cho nhà chị Hiên. Đó. Em xin chân thành cảm ơn bên phía công ty sơn Liho rất nhiều đã đồng hành cùng với em Hoàng Hiền trong các cái chương trình thiện nguyện giúp đỡ cho bà con nghèo có những ngôi nhà thật đẹp, thật sáng. Đấy. Được bên phía công ty sơn Liho là hỗ trợ sơn, sơn nhà cho bà con. Đó, rất tuyệt vời. Các bác có nhu cầu muốn liên hệ với mua sơn ở bên phía công ty sơn Liho thì xong Hoàng Hiền sẽ bắn cái số điện thoại lên trên màn hình này. Các bác có thể liên hệ với bên phía công ty để mua sơn. Đấy, với những giá rất là ưu đãi và kèm theo là những chính sách rất là tốt, đãi ngộ rất là tốt. Nếu các bác mà muốn mua với cái số lượng lớn hay là mở đại lý hay là mua về sơn nhà thì công ty đều có những chính sách trợ giá rất phải chăng, rất hợp lý cho bà con. Về màu sơn các bác nhé, màu sơn thì là nhà chị Hiên này thì chọn là màu xanh. Đấy, giống như là nhà cô Toán Tí Hòn và nhà chị gái. Đấy. Chọn màu đó, màu xanh. Sau khi hoàn thiện hết ngôi nhà sơn lên các bác sẽ xem nó rất là đẹp. Đấy. Một ngôi nhà thiết kế theo mẫu mới hiện đại bây giờ. Ở đây hai mẹ con ra rồi, kéo xe bò này. Chị Hiên đèo, Linh đang ngồi sau kéo. Chào các bác. Chào chị Hiên. Chào cháu Linh. Hai mẹ con. Bây giờ chị em mình đi lấy sơn nhá. Sơn là lấy ở dưới công ty sơn Liho ở dưới Điểm Thụy ấy. Vâng. Đấy. Bên phía công ty sơn là tặng sơn nhà mình. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. Theo cái màu mà hợp với chị. Vâng. Đấy, phong thủy. Vâng. Đấy. Chị Hiên hôm trước là Hoàng Hiền có hỏi là chị thích màu sơn gì, hợp với màu gì. Đấy là chị hợp màu gì? Màu xanh. À, màu xanh. Đấy. Giống như nhà cô Toán và nhà chị gái. Vâng. Đấy. Thì em đã liên hệ rồi nhá. Vâng. Bây giờ chị em mình mới Linh đi lấy. Vâng. À. Chị có muốn nói gì với bên phía công ty sơn Liho không? Em cũng xin cảm ơn công ty sơn Liho. Sơn Liho đã tặng cho bốn mẹ con nhà cháu sơn để sơn nhà. Cũng chúc công ty sơn Liho càng ngày càng làm ăn phát đạt hơn. Tuyệt vời. Đi nhá. Vâng.
Xe này không có lắp vít hả chị Yên? Ui rồi, thế thì phải về nhà xem có miếng ván nào để chèn vào. Nhà có không? Nhà có. Ừ, thế phải về về đấy chèn vào. Chạy lên trên nhà và lấy cái lắp. Chỉ lấy con dao lấy cái que gõ vào mới giữ được. Đi xuống đổ xe con. Chèn chắc rồi đấy chị Yên ạ. Không là đi bọt ra giữa đường. Gõ ngõ. Linh giữ xe không trượt kìa. Vào tay đấy. Bên này chặt nào. Chị phải kiếm đây này, bảo Hiền này. Chặt cái đoạn nào mà có mấu này, dễ đóng ấy. Đấy không? Có mấu này này. Dễ đóng. Đấy cả đoạn mấu đấy thì mới gõ được. Đấy có bé quá không? Chặt cái đoạn dài dưới đi. Chêm lại cái này nó chắc rồi. Đi đường đang đi nó bật ra chặt chặt cái em có một cái mấu đóng chắc rồi. Đấy vót nó bẹt bẹt. Bạn anh là con ai Ninh? Bác à? Đây nhà đây á? Mẹ dao. Cho chắc à? Dạ. Yeah. Nghênh nghênh nhìn này. Đây. Đóng dọc này nó mới không rơi. Đấy. Chỉnh vào trong tí nữa. Chưa, cho hở vào hận đi. Chỉ nhìn cái đầu của nó vẫn đang mớn mớn ở ngoài làm sao mà được. Rồi ngay đây này. Để cho nó đây này, chỉ vót một tí nha. Vót một tí thôi. Cho đầu dưới bẹt bẹt tí nữa. Đầu dưới. Đấy. Rồi.
Đây, không cần như thế. Đây này. Đóng vào. Đó. Mạnh không? Đấy, cho nó vào tí nữa đi. Đó. Rồi chắc bạn. Chắc chưa? Đảm bảo chưa? Đưa em rõ tính nữa. Rồi, ổn hơn đấy. Rồi, có dao thôi. Phượng, cất đi con. Đi thẳng cái đường mới ra quanh Nhân Minh Đồng Đưa. Trên này rẽ luôn Duyên nhá. Đó, chuẩn bị rẽ này. Rẽ luôn này. Lúa sớm này rất đẹp, đang gốc rồi. Nhưng mà cái lúa muộn ấy, thì nhiều bãi đang bị sâu ăn rất nhiều. Không chỉ là một đồng mà thấy nhiều đồng nữa, mọi người đi qua này bị sâu ăn khá nhiều. Không phun gốc là hỏng hết. Yên ở góc bên kia. Ôi, cột sóng rồi. Khu này có ngôi nhà này cao rất đẹp. Rồi, mấy tỷ. Rộng. Toàn bộ lúa muộn ấy. Bãi này cháy á. Sâu nó quấn. Trắng hết lá. Quấn. Bãi này thế. Người ta vừa phun rồi. Mùi thuốc sâu rất rõ. Trái
rẽ luôn phải nhá. Gần hơn. Nhà chị Hiền thì giới thiệu các bác mà mới xem video thì là chị Hiền là có 4 mẹ con. Đấy. Cháu gái mà đang ngồi sau xe chị Hiền thì là con gái cả. Rẽ phải chị nhá. Tên là Linh. Đấy. Hiện tại bây giờ thì đang học lớp 10. Học trường này gần nhà. Thì còn hai cháu bé chồng là bây giờ một mình chị nhé. Đấy. Một mình chị nuôi các con rất là vất. Rẽ trái này, rẽ trái ra đường lớn rồi đấy. Ra đây chị Yên thì biết đường rồi. Ngày mồng 2/9 nhé, ở miền quê Bắc Bộ, quan xem không khí ở quê này thì nó vẫn như ngày bình thường, ở thành phố thì mới nhộn nhịp, treo cờ băng rôn, mọi người đi chơi nhộn nhịp, nhưng mà ở quê này thì cuộc sống vẫn bình thường, bà con vẫn ra đồng làm. Đồng làm. Rồi, cánh đồng nó rất rộng. Sâu nó cắn hết. Bà con nó phun thuốc. Chỉ có đi thẳng được cho điện thụy nhá. À. Chợ Hanh nhé, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngày mùng 2/9. Ra đường chính này là xe cũng nhiều. Ở dưới quê thì lên thành phố chơi. Ở thành phố thì về quê chơi. Xe ngược, xe xuôi, rất nhộn nhịp.
đây là cầu Hanh nhá. Đấy. Xã Địa Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Cứ đi thẳng đi. Còn khoảng độ 4 cây nữa là đến nơi. Đến công ty. Từ đây các bác sẽ có đường để xuống Bắc Giang nhé. Đấy. Nếu mà các bác đi thẳng thì khoảng độ là 25 cây nữa là các bác sẽ đến trung tâm huyện. Từ trung tâm huyện thì khoảng độ là chục cây nữa là xuống Bắc Giang. Đấy, giáp Bắc Giang luôn, đất Hiệp Hòa Bắc Giang. Hoặc là bác nào mà có con em mà làm ở dưới Thái Nguyên này, đặc biệt là làm ở khu công nghiệp Điềm Thụy hay là khu công nghiệp Sông Công hoặc là khu công nghiệp Yên Bình ở Phổ Yên, thì từ đây ra rất là gần. Đấy. Nếu mà các bác muốn ra khu công nghiệp Điềm Thụy thì đấy khoảng độ là 500 mét nữa thì sẽ đến đường tròn Điềm Thụy. Thì các bác chỉ việc là rẽ phải đi khoảng độ 3 cây số nữa là các bác sẽ ra khu công nghiệp Điềm Thụy. Qua khu công nghiệp Điềm Thụy thì cứ đi thẳng là sẽ ra khu công nghiệp Sông Công. Đấy. Và muốn xuống khu công nghiệp Yên Bình, nơi mà có Samsung của Yên, thì là rẽ tay trái là đi thẳng là xuống. Đấy. Cứ đi thẳng đi. Qua dốc này đến đường tròn Điềm Thụy. Đây. Đây là có 3 đường nhé. Rẽ tay trái thì xuống Phú Bình và đi Bắc Giang. Rẽ tay phải thì ra khu công nghiệp Điềm Thụy. Đấy, sau thì ra Sông Công. Đấy, có thể đi Hà Nội, lại có thể vòng ngược cái thành phố Thái Nguyên hoặc có thể sang Vĩnh Phúc được. Đi thẳng là xuống Nga Mi Hà Châu. Xuống Nga Mi Hà Châu này các bác muốn sang Hà Giang à, muốn sang Bắc Giang thì vẫn phải đi được. Cứ đi thẳng chứ hết ạ. Đi thẳng được xuống Nga Mi à. Đi thẳng đấy. Xe đấy. Rồi đi thẳng. Đường này đi thẳng thì vẫn có thể xuống Bắc Giang được. Xuống đến Hà Châu thì qua Nga Mi xuống Hà Châu. Xuống Hà Châu thì các bác sẽ rẽ qua một cây cầu. Cây cầu đấy thì là bắc qua Sông Cầu. Đấy. Xong là đi thẳng sang Bắc Giang. Vẫn ra chỗ cầu Ca và sang Hiệp Hòa Bắc Giang. Đường này mới làm còn đẹp, dễ đi. Chị ơi, bây giờ chưa? Xuống đây bây giờ chưa? Xuống đây rồi á? Nhà cậu trong này á? À. Ở đâu? À, đường này đi được mà. Đây, sau này các bác nhá. Đây là anh chủ nhá. Em cảm ơn anh rất nhiều nhá. Ok. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Vâng. Em cảm ơn anh nhá. Rồi ok. Vâng. Cảm ơn anh nhá. Vâng. Linh kéo sang bên đường đi. Không thì chị đi thẳng ở trên được.
chỉ có ngồi chạy thẳng dọc đường nó không phải sang đâu, đứng 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 đấy được, nó nặng. Đó là trống luôn. Được rồi. Linh ngồi vừa nhìn lại sau nhá. Ừ. Đấy. Đi đây chị ơi. Ba thùng. Nhà như này 3 thùng thì sơn thoải mái. Bên phía công ty Sơn Đi Hồ là có rất nhiều chính sách các bác nhé. Đấy, chia sẻ các bác một lần nữa là rất nhiều chính sách ưu đãi thì các bác mua sơn. Thì cái số điện thoại thì Hoàng Hiền bắn ở đầu video. Các bác có nhu cầu mua sơn thì các bác sẽ liên hệ với bên phía công ty Sơn. Thì là Hoàng Hiền đã sơn rất nhiều nhà rồi. Đấy, công ty đồng hành cùng với công ty Sơn Đi Hô. Nhà cô Toán Thi Hòn, nhà chị gái, nhà anh Sô, nhà chú Điệp, nhà cô Hảo Thi Hòn. Rất nhiều nhà sơn rất tốt các bác ạ. Độ bám, độ phủ rất là cao và rất là mịn. Đó. Giữ màu được lâu. Giá cả thì rất hợp lý. Các bác ở tỉnh khác các bác có thể là liên hệ nhé. Công ty là ship tận nơi luôn. Xe bò này là nó buộc cái dây ở đầu nhá. Đấy, đầu kéo cho nên là cái lực thì là cái xe nó kéo hết rồi. Linh chỉ việc ngồi đọ lên rồi. Không hề nặng gì đâu. Cái này là Hoàng Hiền nó từng kéo rồi. Quay về đến đường tròn Kiến Thụy. Đây có một ngân hàng Agribank. Đường đường Phú Bình từ đây vào lên trung tâm thành phố Thái Nguyên là 17 cây, 17 cây số các bác nhé. Đường này đi Phú Bình đây, Phú Bình Bắc Giang này, đường này vòng ngược cái thành phố. Đường bên này là sang khu công nghiệp Kiến Thụy nhé. Thành phố đang liên tục về quê. Như vậy thì vừa xong các bác vừa xem cái video Hoàng Hiền cùng hai mẹ con nhà chị Hiên đi chở sơn về sơn nhà.
món quà của bên phía công ty sơn Ly Hô, tặng sơn nhà chị Yên. Một lần nữa thì thay mặt cho nhà chị Yên, em xin chân thành cảm ơn anh chị bên phía công ty sơn Ly Hô rất nhiều, và xin kính chúc công ty ngày càng phát triển, cung cấp ra thị trường thật nhiều sơn hơn nữa cho bà con, giúp bà con có những ngôi nhà thật đẹp. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hoàng Hiền cũng xin phép là kết thúc cái video này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Các bác thấy chương trình hay thì các bác hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Hiền. Hoàng Hiền xin cảm ơn các bác rất nhiều và xin chào các bác nha.